rồi, nhìn đẹp lắm rồi. Anh chồng hai vào đây. Anh chồng hai vào đây. Anh chồng hai vào đây. Anh chồng ba vào đây. Động cấp 4, chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5.
nội, ở nội ta thấy điền nội chữ đi ra chữ bệnh đi ra đấy chứ. Không hiểu từ đầu lắm, ở nhà người ta nhà nhiều. Ở đấy, cũng là ở trong nhà đi chơi qua. Đấy rồi. Này nhà nó hoàn này lắm. Không khí không có trong lành mà ở nhà mình. Anh Thịnh à, em đang dự cái các cụ ở nhà tổ chức kỷ niệm. Trên đấy hẹn 10 rưỡi thì chắc cũng độ 10 giờ thì em đây sang thế này. Vâng, anh, vâng. Thế lúc nào anh vào anh gọi em đi nha. Vâng, vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.